A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhưng đã vỡ, chưa thì con chưa rõ ạ. Gia đình chị từ thời bố mẹ đẻ chị cho đến nay làm nghề bán phở gà ở Kim Sơn Ninh Bình. Gà để bán phở là do tự gia đình chị giết. Gia đình chị giết thịt. Hàng phở nhà chị là cửa hàng đắt hàng nên số gà bị thịt mỗi ngày không ít ạ. Trong gia đình thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện không may. Từ ngày bị ốm, gia đình chị cũng đi lễ cho chị nhiều, nhưng con không rõ là ở đâu ạ. Và chị cũng có duyên được đến một ngôi chùa, được thầy ở ngôi chùa đó giảng rằng chị bị như vậy là do nghiệp nhà chị tạo ra và khuyên chị ăn chay và ngồi thiền. Từ hôm đó chị có phát tâm ăn chay ạ. Chị cũng phát tâm rằng nếu lần này chị khỏi ốm, chị sẽ lên ở chùa gần nhà. Con viết mai này kính mong thầy, con viết mail này kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp cho chị và gia đình chị biết cần phải làm gì để giúp chị nếu mệnh mà còn thì được khỏe mạnh lại ạ. Cái trường hợp này bạn nên khuyên cả hai vợ chồng nhà vị ấy, cái thứ nhất là phải thực tâm ăn năn sám hối đối trước Tam Bảo, tức là đến cửa chùa Phật Pháp Tăng mà ăn năn sám hối. Cái thứ hai là phải phát nguyện phóng sinh cho thật nhiều, trước sát sinh nhiều thì bây giờ lấy tội gì, lấy cái việc phóng sinh, lấy cái phúc của tội phóng, cái phúc của việc phóng sinh á, để diệt cái tội gì, cái tội sát sinh trước đây. Cho nên bây giờ cái việc mà cúng dường Tam Bảo, phóng sinh tu phúc là việc làm đầu tiên cần phải làm. Việc làm thứ hai là nên khuyên vợ chồng gia đình này nên tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hàng ngày để sinh trưởng công đức, và đặc biệt là gì, nên sám hối và hồi hướng cho oan gia trái chủ. Cái quyển oan gia trái chủ nên thì tìm cái quyển sám oan gia trái chủ của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không á để mà sám thì rất tốt. Còn Địa Tạng á thì có thể tùy duyên, nhưng mà nếu tụng được cái bản mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam hội tập đó, vì hiện nay rồi hàng ngày đang có trên 50.000 người đọc tụng cái bản kinh này, cho nên cái cộng nghiệp và công đức là vô lượng. Và bạn này cũng nên nên khuyên gì, nên khuyên vợ chồng của người hai hai người bạn hai vợ chồng người bạn này của bạn đó, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không cũng được, bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng được, và nghe bài giảng của thầy cũng được đó. Các quý vị tùy duyên, nghe ai mà thấy hợp duyên thì các vị nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hiểu. Hiểu đây là gì? Hiểu để phát cái tâm chân thành để mà sám hối với các oan gia trái chủ, tức là gì? Những con gà, những con vịt, những con lợn mà ngày xưa mình giết, mình ăn thịt hoặc mình đem gì? Đem làm hàng quán đó. Cho nên người ta các cụ, các tổ, các sư ngày xưa, các tổ sư ngày xưa mới đúc kết lại cái người làm nghề sát sinh có thể giàu rất nhanh, nhưng họa khi mà họa đến á thì gọi là họa vô đơn chí. Lúc đó thì lo để ăn năn sám hối cũng rất khó. Cho nên cái trường hợp này á, cho dù dẫu có ăn năn sám hối phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng, thầy cũng không dám đảm bảo là cái chị bạn này của bạn này lại khỏi bệnh và khỏe mạnh lại bình thường. Nhưng biết đâu nếu mà tội tiêu phúc đến mà khỏe mạnh trở lại được thì sao? Vì cũng có, thầy cũng có những người Phật tử trong đạo tràng gì, ung thư đến giai đoạn cuối, bác sĩ bảo là không thể cứu chữa, vậy mà chỉ có phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng. Mấy tháng sau đi khám lại, bác sĩ bảo á, các tế bào ác không còn nữa, các tế bào lạ, các tế bào ác không còn nữa, nghĩa là gì? Nghĩa là khỏi bệnh ung thư. Chỉ có tụng kinh và gì, nghe giảng và phóng sinh làm việc thiện thôi, không thuốc thang gì nữa, vậy mà gì mà cũng khỏi bệnh. Gọi là thôi tụng kinh để cho mệnh, mà cái đấy gọi là gì? Cái đấy gọi là trong họa có phúc đấy. Đấy, trong họa có phúc, cái lúc gặp họa thì mình mới biết gì, biết ăn năn chừa bỏ sám hối những cái lỗi lầm tội lỗi vô lượng vô biên mà mình gì mình đang làm mà mình không biết.
Ở thế gian họ cho rằng cái việc giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò là cái việc bình thường. Không có tôi giết thì làm sao có người bán ra chợ để cho các ông ăn thịt. Ý là như thế. Mà con trâu, con bò, con chó, con lợn nuôi ra là để gì? Nuôi ra để làm thịt cho gì? Cho người dân ăn, cho con người ăn. Cho nên không giết nó và để lại nó sống bên cạnh chúng ta hoài hoài mới là lạ. Xã hội cho là thế. Nhưng mà đạo Phật, Đức Phật nói này, quan điểm của Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên giết một mạng chúng sinh tức là giết một vị Phật trong gì? Trong kiếp tương lai. Mà Đức Phật nói giết một vị Phật trong kiếp tương lai á, thì tội đó vô lượng vô biên không thể tính hết được. Cho nên ở đây, trong cái lúc như thế này mà gì? Gia đình đang làm ăn như vậy, mỗi một ngày sát sinh không biết bao nhiêu con gà, con vịt như vậy. Và bây giờ bà vợ bị ốm, như vậy lại phát nguyện là gì? Ăn chay, đi chùa, tụng kinh, nghe sư giảng đạo nói rằng cái bệnh đó đều là do nghiệp ác tạo thành, kết thành vậy. Cho nên về có thể lại phát nguyện, nếu mà khỏi bệnh, khi mà nếu mà chữa mà khỏi được bệnh, còn phát nguyện là lên chùa nữa. Chắc đây nói là lên chùa gần, chắc lên chùa để làm công quả đó. Nhưng lên chùa làm công quả hay gì đó không quan trọng bằng cái gì? Bằng phát nguyện ngay bây giờ phải dứt ngay cái gì? Dừng ngay cái việc mà sát sinh để bán hàng phở này lại. Tức là cái gốc của nó ở đấy thì phải dừng ngay nó lại. Dừng ngay nó lại thì mới có thể cứu chữa được. Còn không dừng thì cho dù mỗi một ngày có tụng 1.000 bộ kinh Địa Tạng, 1.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, biến danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, một ngày có tụng gì? Có tụng không chỉ là 3 cuốn mà 30 cuốn, 300 cuốn hay 3.000 cuốn kinh Địa Tạng đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì cái nhân ác chúng ta chưa dừng. Tụng kinh như vậy cũng giống như gì? Như con vẹt nói học nói tiếng người mà thôi, nó chả hiểu cái gì cả. Gặp trộm vào nó cũng bảo nhà có khách, gặp khách vào nó cũng bảo nhà có khách. Vì nó không phân biệt đâu là trộm và đâu là gì, đâu là khách. Đó. Rồi hôm sau ra bảo nó gì, ngày sau mà thấy thì thấy người vào thì bảo là chủ ơi, ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Thì hôm sau có khách quý đến nhà nó cũng bảo ông chủ ơi, có trộm, có trộm. Vì sao? Vì hôm trước ông chủ thì nghe con vẹt nói là có khách, có khách, mà hóa ra thì gặp ngay thằng trộm nó lẻn vào nó lấy đi, vẹt vẫn nói có khách. Cho nên bảo nó hôm sau mày thấy người vào nhà mày phải bảo là có trộm. Thế hôm sau thì không may là ông bạn thân từ xa đến chơi thì vừa vào đến nhà thì nghe tiếng là gì, có trộm, có trộm. Thế là người ta tưởng rằng không phải là tiếng của con chim, con vẹt. Người ta tưởng rằng tiếng của người thân trong gia đình, và người ta tủi, người ta xấu hổ, người ta bỏ người ta về khi người ta chưa kịp bước vào nhà. Đó. Cho nên ở đây điều quan trọng, cái gốc rễ ác là phải dừng lại. Thì việc niệm Phật tụng kinh mới có hiệu quả. Việc lễ Phật cúng bái vân vân cầu nguyện mới có gì, mới có cảm ứng. Bằng không cũng giống như con vẹt học nói tiếng người mà thôi, không phân biệt thiện ác như thế nào cả. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.